Quỳnh và xin lỗi quý vị vì phần live này bắt đầu trẻ hơn 30 phút so với thông báo. À, đầu tiên là thông báo với quý vị là sáng sớm nay à, trong một diễn biến mới là mình vừa nhận được thêm một cái gậy nữa của bên phía thích Nhật từ. Ổng mỗi ngày ổng canh ngày ổng ổng đánh copyright tôi một lần. Cho nên là thông báo với mọi người là tại vì đang chuẩn bị xong thấy có có YouTube thông báo cho nên là buộc phải đi qua làm việc với bên với, với chỗ YouTube cái đã cho nó cho nó xong rồi mới uh, mới có thể quay trở lại cho nên cái live stream này nó bị trễ hơn so với uh, thông báo mà tôi đã báo trước đó cùng với quý vị rất là xin lỗi quý vị vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta sẽ nói đến cái chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn, thực ra là tôi đặt câu hỏi nó chưa có, tôi đặt câu hỏi là nói, tôi để tiêu đề nó gọi nó chưa có, chưa có chính xác lắm, tôi sẽ sửa lại tiêu đề sau. thì thưa quý vị liên quan tới chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng bị à, Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn đó, thì tôi tin là mọi người đến giờ thì mọi người đã thấy rằng ở Việt Nam mình thì có những cái nó rất là lạ là có những cái thì à, có những cái đó thì có những điều mà đúng thì biến thành sai sai biến thành đúng thì với cái câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng đó, thì ngoài chuyện bị cấm biểu diễn đó thì trong 9 tháng đó thì quý vị thấy là Đàm Vĩnh Hưng còn bị cấm ra sản phẩm mới nữa Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn ở nước ngoài trong 9 tháng. Đó. Ngoài cấm biểu diễn ca sĩ và Đàm Vĩnh Hưng không được ra sản phẩm mới trong 9 tháng. Đây là hai cái thông tin mà mình có thể thấy rằng là họ à, băng mọi giá, mọi cách cố hết để mà họ chặn hết mọi ngã đường của Đàm Vĩnh Hưng. Thông tin Hôm trước là Đàm Bình Hương bị cấm biểu diễn trong 9 tháng là tôi thấy quý quý vị có thể chạy tiêu đề à, báo chí rồi anh chị cũng bình luận trong cách đây mấy ngày rồi ha 2-3 ngày rồi thì mọi người nói về chuyện là bị cấm à, biểu diễn thôi Nhưng mà không có nói là chuyện cấm biểu diễn đó sao nó cứ chập tối chập sáng vậy ta Mọi người không có nói là chuyện cấm biểu diễn đó là cấm biểu diễn gì uhm nhưng bây giờ thì cụ thể là sau vụ cài huy hiệu lạ trình diễn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu thị diễn trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam trong 9 tháng luôn. Đó. Chiều ngày 18 tháng 7, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thêm thông tin về quyết định xử phạt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo cơ quan quản lý, quyết định đình chỉ của Đàm Vĩnh Hưng được áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Đơn vị tổ chức có hành vi sử dụng người à, biểu diễn là Đàm Vĩnh Hưng trong thời gian sẽ bị đình chỉ từ 20, bị phạt từ 20 tới 25 triệu đồng theo nghị định số 38. Đó. Quý vị thấy là ở đây đó mình thấy là ở đây thì nó nó có hai thông tin mà thông tin mới nhất á là liên quan tới nước Mỹ nữa chứ. Ông Biden có thể sẽ ra một cái thông báo là sẽ rút lui khỏi tranh cử từ giờ cho tới chủ nhật này trong tuần này có thể là ông sẽ sẽ ra một cái uh, cái thông báo về tranh cử là thông báo này thì nó nó uh, thấy không? Nó tin tức nó mỗi ngày nó chạy lung tung lộn loạn xạ hết lên đó mọi người thấy không? có thể nó sẽ có ảnh hưởng tới thế giới đó thế giới biến động dễ sợ chưa từng giờ từng giây từng phút mọi người thấy không tôi sẽ làm từng tin tức trong ngày hôm nay Chờ làm từng tin tức ha nhưng mà để mình thông báo cho nó theo đúng tình hình cái đã thì giờ trước mắt mình tập trung vô tin của Đàm Vĩnh Hưng trước đi Đàm Vĩnh Hưng có thể là bị cấm phát hành sản phẩm âm nhạc Trên các nền tảng Youtube, TikTok trong thời gian 9 tháng luôn Rồi ở đây quý vị tả là hôm trước á Nếu mà mình xem về căn bản á Thực sự là cái bộ huy hiệu của Đàm Vĩnh Hưng đến bây giờ đó là cái bộ đồ cái bộ đồ mà ông Đàm Vĩnh Hưng ông mặc á. Anh chị có thấy là à. nó vốn dĩ không phải là huy hiệu của Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà người ta sử dụng Đàm Vĩnh Hưng để mà răng đe việc mặc đồ lính hết và Đàm Vĩnh Hưng là trường hợp mà họ sẽ sử dụng giống như là gọi là án điểm đi thì cái này gọi là phạt điểm. Và căn bản là ở đây đó thì hồi nãy tôi thấy là Ngoài bị cấm diễn là không được ra mắt sản phẩm mới trong 9 tháng Nhưng mà tờ VN Express lại chạy cái tiêu đề là Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn ở nước ngoài trong 9 tháng Đàm Vĩnh Hưng sao bị cấm diễn ở nước ngoài được Tại vì đâu thể phạt ở bên nước ngoài Nhưng mà có thể phạt Đàm Vĩnh Hưng Mọi người thấy không? Mọi người có thể thấy là những thông tin này thì nó cho mình thấy điều gì. Thứ nhất, tôi nói về quyết định, về tính đúng đắn của quyết định xử phạt. Đồ của Đàm Vĩnh Hưng mặc chắc chắn nó không phải là đồ lính, nó là đồ thời trang. Cách điệu có thể là dựa trên đồ dựa trên cái ý tưởng là đồ lính đi, nhưng nó không phải là quân phục, nó không phải là đồ lính chính thức rồi cái huy hiệu mà đàm vĩnh hưng đeo đó nó cũng không phải là huy hiệu của việt nam cộng hòa nhưng mà đàm vĩnh hưng vẫn bị xử phạt vì về căn bản quý vị sẽ thấy rằng đây không phải chỉ là một cái đòn xử phạt bình thường đâu nó là cách thức gieo rắc sự sợ hãi và khiến cho người ta phải cắt đứt đoạn tuyệt không được có thiện cảm với việt nam cộng hòa Chuyện này tôi đã từng phân tích ở trong một vài cái clip trước đó rồi. Anh chị có nhớ không? Có nhớ cái câu chuyện mà tôi có nói cái đây cũng chắc cũng cỡ hơn một hai tháng đó. Là từ xưa tới giờ đó, đảng thì luôn luôn là tìm đủ mọi cách hết để mà tuyên truyền cho người ta là ở Việt Nam Cộng Hòa xấu rồi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, ngụy quyền Nói chung bao nhiêu cái từ bao nhiêu cái xấu thì họ đều tuyên truyền hết tôi cũng là một nạn nhân của chuyện của chiến dịch tuyên truyền đó nè và sau này mình lớn lên mình mới nhận ra từ kể cả đến bây giờ cũng vậy với uh, hoạt động nghệ sĩ trong và ngoài nước thì anh chị cũng sẽ thấy đó tôi nghĩ với một người như đàm vĩnh hưng có cơ hội đi trong nước đi nước ngoài thì khi mà đàm vĩnh hưng á về trong nước á thì đàm vĩnh hưng mặc áo thanh niên xung phong mặc áo cờ đỏ sao vàng lên hát và Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người mà có quan hệ rồi thậm chí rằng là có à, liên lạc với phía công an rất là tốt năm nào cũng đi hát ở trong những cái chuyến dành cho trại giam chẳng hạn phải nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng cũng thuộc dạng có bảo kê đó qua nước ngoài này cũng vậy có bồ xô mặc dù là bị tẩy chay phản đối biểu tình cũng không có à, à, coi như là bị ảnh hưởng gì hết vẫn có thể hoạt động một cách bình thường vẫn có thể hoạt động một cách à, thoải mái thì quý vị thấy là cái cách mà đàm vĩnh hưng như vậy đó nó cho mình thấy là chính đảng cộng sản sợ những người giống như đàm vĩnh hưng khi mà nếu họ đi sang họ có ý thức ví dụ mới như trường hợp là o sen với lại quốc nghiệp chẳng hạn bây giờ cả hai người đó về rồi cũng chưa có thấy hình thức xử lý gì hết và các bạn dư luận viên họ đang cố gắng đòi xử lý cái à, cái trường hợp của Ocean và Quốc nghiệp vì họ qua Mỹ này họ ở trong một cái căn phòng ở trong cái căn phòng đó có treo một cái cờ ở sau lưng họ là cờ Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn thì anh chị thấy là chính hai người này cũng bị đề nghị là xử lý thì trường hợp Đàm Vĩnh Hưng này là một cái trường hợp rất là lạ anh chị hỏi là tại sao đèo hàng viên cưng bị lên thớt lúc này sau 9 tháng mà không 2 năm? Ừ cái này để em hỏi chứ em cũng không biết nữa giờ em em cũng đang suy nghĩ. anh chị hỏi em thì em sẽ hỏi. Đó. Và chắc là muốn mọi người đi bình luận về tin này hả? thực sự hôm trước mình có nói đó là à, Đàm Vĩnh Hưng thì đi nước ngoài thường xuyên và biết đâu ra nước ngoài này có khi mà có giao lưu có trao đổi có liên lạc hết với tất cả những người ở bên nước ngoài này đó thì họ lại Đàm Vĩnh Hưng lại cảm thấy rằng là chuyện mà ở bên nước ngoài này Việt Nam Cộng Hòa không phải xấu Việt Nam Cộng Hòa của em Mỹ này không phải thất bại giống như bên phía đảng thì có thể thay đổi tư tưởng và cái triệt và phạt như vậy là à, cách thức này đó là cái cách thức mà mình thấy cái cách thức này là mình thấy là ở đây đó thì chuyện cái câu chuyện mà ông đàm vĩnh hưng ông bị phạt như vậy cả xã hội một phần tôi thấy quần chúng nha nếu mà nói về phản ứng của xã hội thì tôi thấy quần chúng đặc biệt là dư luận viên họ lên họ nói rằng là họ đã thành công tại vì đây là áp lực của dư luận rồi áp lực của các phía các bên nữa à, áp lực của các à, phía các bên nữa rồi áp lực của à, tất cả những cái um, dồn dập từ phía của mạng xã hội thì bên phía bộ chính trị họ quyết định là họ bên phía hội chính trị họ quyết định là họ à, gọi là bên phía bộ chính trị họ quyết định là gì họ quyết định sẽ gần như là à, bên phía bộ chính trị họ quyết định gần như là họ sẽ phải xử lý một trường hợp cụ thể và Đàm Vĩnh Hưng là một cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là dân tình cảm thấy hài lòng. Đó là thứ công lý của đám đông. Đó là thứ công lý của đám đông. Nhưng anh chị thấy không? Trong rất là nhiều tình huống chẳng hạn ông Đàm Vĩnh Hưng ông đeo một cái huy hiệu mà chữ lạ bỏ trong hoặc kép và chữ lạ đó chữ lạ đó nó là gì? chữ lạ đó nó cho thấy là nó không có lạ gì hết cái huy hiệu đó đâu có gì lạ đâu tại nó bán đầy trên thế giới mà và nó không phải liên quan gì tới việt nam cộng hòa hết có nghĩa là bây giờ bất kỳ chuyện gì cũng có thể phạt được nó mơ hồ mà chế độ này đang là chế độ công an trị nhìn gương đàm vĩnh hưng nhìn gương nguyễn phương hằng và con con nhiều vụ như thế nữa trước đây nói về chuyện mà mặc quân phục mặc đồ lính á, lan truyền ra xã hội rồi các hội nhóm á, có thể sẽ không dẹp được đâu nhưng bây giờ với trường hợp này anh chị nghĩ có dẹp được không ví dụ như với trường hợp của đàm vĩnh hưng đi ngày xưa mà bị phạt á, ừ, không biểu diễn được trong nước thì đi nước ngoài ông này chưa kể ông đã có thẻ xanh mỹ không biết giờ là có quốc tịch chưa thì tôi không biết nhưng mà ông cũng có thể sẽ đi uh, ra phía nước ngoài ông có thể đi uh, biểu diễn ở bên nước ngoài nhưng bây giờ là cấm luôn biểu diễn trên nước ngoài và cấm luôn không được ra sản phẩm có nghĩa là giống như là bị cắt hết mọi cái khả năng mà có thể quay trở lại để có thể để được công chúng nhớ tới trong vòng 9 tháng. Sáng nay là là sáng hôm trước là bị cấm biểu diễn 9 tháng thôi nhưng mà sáng nay á Tờ VN Express chạy cái tiêu đề là Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn ở nước ngoài trong 9 tháng nha. Trước giờ thì anh, mình nên nhớ rằng là Đàm Vĩnh Hưng vì đi qua đi lại và biểu diễn ở nước ngoài là là chuyện thường xuyên bình thường. Đúng không? Đúng không mọi người? nên đó, ở đây là đây là cái lời mà cái tin mà bị cấm biểu diễn 9 tháng đó, thì nó 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 cho nó cho mình thấy bữa trước thì bà con bình luận nhưng mà tôi không biết là đàm vĩnh hưng chuẩn bị cái xu hướng gì mà để cuối cùng là họ ra một cái một cái cái một cái quyết định là họ phải làm tiếp một cái bản tin nữa thì tôi thiệt sự khúc này mình không biết không biết là Đàm Vĩnh Hưng có tính toán gì trong đó hay là sắp đi ra nước ngoài hay là có chuyến đi ra nước ngoài hay sao mình không biết tại tôi chưa có tôi chưa có kiếm được các thông tin liên quan xung quanh uh, việc mà Đàm Vĩnh Hưng sẽ có đi biểu diễn nước ngoài hay không. Nhưng tại sao cái thông tin mà Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn 9 tháng trước đó rồi Bây giờ lại là Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn ở nước ngoài trong 9 tháng hai tin này nó đi liên tiếp hai ba ngày gì gần nhau tại vì tin bị cấm biểu diễn 9 tháng là nó đi trước đó rồi. Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ là nó đi vào ngày mấy cũng tờ này mà đi vào ngày 16 tháng 7 là ba hai ba ngày trước rồi. đó nên ở đây quý vị thấy là chỉ riêng một cái vụ mà về đàm vĩnh hưng thôi là chạy không biết bao nhiêu là cái bài nhưng mà cuối cùng họ đi tới một cái kết luận là sẽ cấm biểu diễn luôn cả nước ngoài và cấm biểu diễn luôn lên trên các cái nền tảng số thì với một nghệ sĩ anh chị nghĩ thử coi với một nghệ sĩ trong vòng 9 tháng không được ca hát không được biểu diễn không được làm gì hết thì quý vị nghĩ là là sự nghiệp của nghệ sĩ đó làm sao trong vòng 9 tháng mà không nó cũng là một hình thức cách ly với xã hội còn gì nữa theo thông tin lịch trình của Đàm Vĩnh Hưng thì thời gian sắp tới có trên 5 buổi biểu diễn tại Mỹ đã có lịch Ủa vậy là bên phía Đàm Vĩnh Hưng có công bố thông tin này hả anh để em coi thử coi nha Đàm Vĩnh Hưng có công bố là biểu diễn ở trên trên này hả À, cách đây là có một ngày là có mọi người là Có người nói là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Bị mấy bác lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cấm hát ở Việt Nam Nhưng anh ta vẫn hiên ngang hát ở Las Vegas Và cuối tuần này tại Palm Resort and Casino Đó, à, chắc là do mọi người cứ nói là à, Bị, bị à, cấm biểu diễn rồi cấm hát Nhưng mà bây giờ là không phải chỉ cấm biểu diễn Đình chỉ 9 tháng mà ra nước ngoài nữa Để qua trang của Đàm Vĩnh Hưng coi thử coi coi là đàm minh hưng có thông báo cái gì không có khi thông báo trên đó nên bị dư luận viên nó đi rì bọt tiếp nữa chứ lên video cách đây mấy ngày vẫn lên lẫn lên video hay là giờ ổng chuyển qua đi hát video ta hãy đi hát ta đó Cho nên em không có thấy được lịch biểu diễn của đàm vĩnh hưng thì em không có coi trên trang đàm vĩnh hưng em không biết mọi người coi ở đâu nhưng mà người thấy là ở đây nha nói về chuyện việt nam cộng hòa thì mình thấy đó là cái cách thức mà việc họ làm như thế này với đàm vĩnh hưng đó, thì nó là một bước thử nghiệm đó nó là một bước thử nghiệm để cho chính đàm vĩnh hưng sẽ phải chọn cộng sản hay cộng hòa. Tại Mỹ nên sẽ phải lựa chọn cộng sản hay cộng hòa. Và nếu mà ở cái quốc gia dân chủ á thì người ta sẽ chọn cái hình thức là gì? Là à đi khởi khiếu kiện, đi khởi kiện hoặc là đi kiện lại cái quyết định cấm biểu diễn này. Nhưng mà quý vị nghĩ ở Việt Nam có không? Quý vị nghĩ ở Việt Nam có không? ở Việt Nam có chuyện là Đàm Vĩnh Hưng sẽ đi kiện cái chỗ mà cấm mình biểu diễn không? Tôi tin rằng là không có đâu. Đó, nên từ đây mình thấy nó 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 có nhiều cái kiểu mà nếu nếu mình xem xét mà mình nghĩ rằng là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ khi bình thường quan hệ rồi người ta có thể nhắc tới lịch sử người ta sẽ bắt à, tới cái chuyện là à, lịch sử cần phải trả lại sự thật thì ở đây họ sẽ sử dụng các cái buổi phạt này sử dụng các cái hình thức này để dùng sự đàn áp dùng sự sợ hãi khiến cho người ta không dám nhắc tới việt nam cộng hòa nữa mà không biết cái lệnh cấm này có anh chị nói là sao không bắt nộp lại à, vụ biểu diễn gì đâu gì, gì đâu à, trong này đâu mình đâu có thấy cái quyết định xử phạt cấm biểu diễn được ra từ ngày nào sang ngày nào đâu mới có cách đây 3 ngày bị cấm mà cuối tuần vừa rồi thì biết đâu cấm khi nào mình đâu có biết tại trên này báo chí cũng đâu có nói là bị cấm biểu diễn từ ngày nào đến ngày nào đúng không trong này đó sở văn hóa thể thao bị cho rằng là trong thời gian 9 tháng đình chỉ nhưng mà khúc này 9 tháng ở khúc nào tôi đâu có thấy nói cái ngày thời gian bắt đầu đâu. Trước đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã ký quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng. À đâu có ai thấy cái quyết định đó đâu. Hay là có mà mình không nhìn thấy ta. Đây nè là báo thanh niên là Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ hát dù bị cấm chỉnh diễn. Trình diễn 9 tháng nè rồi bèo đàm vĩnh hưng vẫn đi mỹ hát vì đó tại vì đàm vĩnh hưng nói rằng là ừ tôi bị cấm ở việt nam và tôi qua mỹ thấy không đó nhiều người thắc mắc là bị phạt để 9 tháng sau là sao mỹ vẫn là đi biểu diễn nè giờ mà đàm vĩnh hưng không về giờ đứng bên này ở đây có thể thấy là đàm vĩnh hưng giờ đó có quyết định là xin được bảo trợ bảo hộ gì không chứ tôi mặc cái đồ đâu phải của Việt Nam Cộng Hòa gì đâu mà bị đình chỉ vậy kể cả trong này cũng không có thấy thông báo luôn là bị đình chỉ ngày nào sau khi nhận quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt cấm diễn 9 tháng nộp 27 triệu 500 ngàn đồng Đàm Vĩnh Hương khóa bình luận fanpage và quyết định xử phạt của là Đàm Vĩnh Hưng là vì biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe của cộng đồng và tâm lý xã hội. Cái lý do anh chị nên nhớ là cái lý do rất là lạ lùng. Cái cái bộ trang phục đó có phải là bộ trang phục là quân phục đâu, cái cái huy hiệu đó có phải là huy hiệu Việt Nam Cộng Hòa đâu mà kêu là cái chuyện đó nó làm tiêu cực tác động đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội vậy giờ ai cũng có thể mượn danh cái 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 chuyện cộng đồng tâm lý xã hội này để mà đi à, phạt hoặc là xử lý nếu mà có đơn à quý vị thấy không quý vị thấy rằng rất là lạ ở chỗ này đó mình nhìn thấy là rất là lạ ở chỗ này nếu đàm vĩnh hưng có quốc tịch mỹ thì làm sao cấm cản là việc làm ăn công của công dân mỹ ở mỹ đảng viên không được phép làm thiệt đâu có biết được chuyện này bởi vậy đàm vĩnh hưng là cái trường hợp của đàm vĩnh hưng thì chỉ có khi người ta đưa thông tin thì báo chí đó đó thấy không cái chuyện này nó lạ ở cái chỗ là như vậy nè là à, tôi kiếm á, nãy giờ tôi kiếm là tôi không có thấy cái quyết định cấm biểu diễn nó nằm ở chỗ nào. Tại vì với cái trường hợp của Đàm Văn Hưng mình nói về luật pháp đi thì cộng đồng mạng khui ra là ông đeo cái huy hiệu đó rồi vô cuộc xử phạt bây giờ bị xử phạt xong cộng đồng mạng cũng tiếp tục nêu ra là ông đi biểu diễn rồi ông bị khui ra. đó chỉ nói trước đó thôi, trước đó có khi nào à, trước đó có khi trước đó là không biết ngày nào mà nếu trước đó đã nhận cái quyết định vậy thì Đàm Vĩnh Hưng đi qua Mỹ hát là thách thức hay sao giờ cộng sản cho Đàm Vĩnh Hưng một ở bên Mỹ luôn khỏi đi về ông đã đi qua Mỹ rồi ông đã đi qua Mỹ ông biểu diễn rồi chứ đâu có bị cấm xuất cảnh ông đi sang Mỹ rồi tại vì thắc mắc là Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn 9 tháng mà sau cuối tuần vừa rồi là Đàm Vĩnh Hưng vẫn hát được ở bên Mỹ thì lúc đó bên phía sở thông tin truyền thông mới trả lời tiếp là dù bị là vẫn đi hát ở Mỹ sau khi bị cấm diễn 9 tháng mà mình không có biết là bị chấm diễn ngày nào. Tại vì ở đây là đáng chú ý Việt Nam chi, ca sĩ chia sẻ poster sâu diễn mình góp mặt ngày 13 tháng 7 ở Harare Resort, 14 tháng 7 ở Choctaw, 18 tháng 7 tại Seattle, 20 tháng 7 tại Las Vegas, thì bây giờ ngày 18 tháng 7 là tại Seattle sẽ có một buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng là ngày hôm nay nè. Ngày 20 tháng 7 là ở Las Vegas thì mình sẽ thấy là uh, ngày 13 thì chắc đã biểu diễn rồi, ngày 14 chắc cũng biểu diễn rồi. Ngày 18 thì ngày hôm nay hên xui mà đâu thể đi phạt mấy cái chỗ mời Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn được tại vì theo quyết định này thì nó chỉ có thể phạt trong Việt Nam thôi. Vậy thì ở đây là đây liệu phải chăng là Đảng và nhà nước đang tạo điều kiện cho Đàm Vĩnh Hưng ở lại Mỹ luôn hay không? thôi là về để tiếp tục bị xử phạt không biết nếu đàm vĩnh hưng là thường chú nhân thì giờ đâu cần về nữa là quốc tịch mỹ rồi thì lại càng không cần về nữa về là sẽ bị xử phạt liền chuyện này nó lạ lắm và tôi nghĩ rằng nếu mà đàm vĩnh hưng á nếu mà đàm vĩnh hưng không có cái công văn nào được đưa lên hết đến giờ phút này không có công văn bởi tôi đang đi kiếm cái công văn kiếm công văn để coi là bị cấm khi nào Báo chí đưa tin cũng đâu đưa công văn đâu Chỉ nói trước đó đã có quyết định xử phạt thôi Ngày 16 tháng 7 là mình mới biết tin là Đàm Vĩnh Hưng bị phạt 9 tháng Xong ngày 18 tháng 7 là mọi người biết tin là bị cấm bị phạt ở nước ngoài Báo chí viết tin vậy cũng đâu có đúng Bước ra là phải ra cái quyết định xử phạt là phải có đăng quyết định xử phạt Để người ta coi ngày nào bắt đầu, ngày nào kết thúc Đưa tin vậy thì người ta cũng không biết trong khi báo chí có thể tiếp cận có thể xem được cái quyết định xử phạt đó tự nhiên hỏi bên phía kia là à cho tôi hỏi anh phạt là bắt đầu từ ngày nào kết thúc từ ngày này đến ngày nào để cho thấy là đúng hay không đúng chứ đúng không mình nhưng mà báo chí không làm mà nếu nếu á mà trong cái quyết định xử phạt đó mà nó có giải thích rất rõ là đàm vĩnh hưng bị cấm biểu diễn ở nước ngoài mà đàm vĩnh hưng vẫn đi biểu diễn ở nước ngoài thì có nghĩa là nhận quyết định xử phạt mà vẫn tiếp tục Vi phạm pháp luật còn nếu đã ra quyết định xử phạt ra quyết định ban hành cái quyết định không có số quyết định không có ngày quyết định xử phạt thì đây là chuyện cơ quan chức năng phải đi theo sau phải đi theo sau đàm vĩnh hưng để xử lý về căn bản là như vậy nè về căn bản vụ này nó xảy ra như vậy nè là thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị phạt là báo chí đưa vào ngày 16 tháng 7. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng đã đi Mỹ lúc nào mình đâu có biết. Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ lúc nào mình đâu có biết. Hay là đây là một cách chơi ngông khác của Đàm Vĩnh Hưng thách thức dư luận theo kiểu là Ừ cấm tôi biểu diễn ở Việt Nam, tôi qua Mỹ biểu diễn cho nên dư luận viên đi theo nó đòi xử lý tiếp. Tại vì chuyện này mình không có thấy thông tin. Mà Đàm Vĩnh Hưng cũng đâu cần phải xin tị nạn chính trị tại đã có thể xanh rồi đã có thể sanh ở Mỹ rồi có thể sanh tới quốc tịch thì chắc cũng đâu có khỏe đâu tại sao tôi đặt câu hỏi là tại sao bên phía sở thông tin và cơ quan chức năng họ phải chạy theo tức là đợi cái chuyện đợi cái chuyện xử rồi đó để chuyện xảy ra rồi để phạt và cấm một cái chuyện xảy ra rồi ví dụ chuyện bộ đồ thì nó không đúng rồi cái bộ đồ đó nó không phải là việt nam cộng hòa còn chuyện đi mỹ trước đó ít nhất là khi bị phạt là phải giải thích chứ tại sao để chuyện nó xảy ra rồi tại sao cái câu hỏi nó là tại sao tại sao họ phải đi xe theo sau đàm vĩnh hưng hay cố tình là dùng chuyện này để nhắn gửi cho ai bảo kê đàm vĩnh hưng người nào đứng sau đàm vĩnh hưng hay sao những chuyện đó mình không biết chỉ có điều quý vị sẽ thấy cái tác hại ở đây á cái, cái tác hại ở đây là như thế này cái tác hại ở đây là người ta sẽ không được phép nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa nữa nhìn theo cái gương của Đàm Vĩnh Hưng đây từ đây bắt đầu sẽ lan ra xử lý kiểm duyệt những thứ khác trong khi cái chuyện xử lý Đàm Vĩnh Hưng ai cũng nhìn thấy là nó rất là vô lý nó bất hợp lý ổng đâu có đeo những cái gì nó dính dáp tới Việt Nam Cộng Hòa trong khi o nghiệp và hương sen nữa thì có cái cờ Việt Nam Cộng Hòa ở sau rõ nhưng mà về nước rồi có xử lý hay không cũng không thấy báo chí theo nữa chứ trước đó cũng lên rần rần vậy đúng không mình thấy ở đây là đàm vĩnh hưng đưa ra ở thời điểm này là để thứ nhất cho bà con tập trung vô cái tin của đàm vĩnh hưng quên đi hỏi sức khỏe của ông nguyễn phú trọng ngày hôm nay sáng nay có nhiều tin lắm nhiều tin dồn dập dễ sợ lắm mà trong các cái trong các cái bản tin dồn dập đó thì mình cũng sẽ thấy là mình hoàn toàn là mình gần như là mình không có mình không có thấy cái tính đúng đắn của luật pháp người dân thì người ta cứ chạy theo bình luận dân tình thì đó ai mà fan của bà Hằng thì ghét đại Vĩnh Hưng đó thấy chưa nó bị cấm biểu diễn rồi đáng đời dám cãi bà Hằng nhưng mà hỏi phạt đúng không cấm đúng không thì không có ai trả lời hết rồi từ giờ từ cái trường hợp này nghệ sĩ sẽ lan lan truyền truyền ra nhắc nhau mình hãy nhìn trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng. Mình hãy nhớ tới cái trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng để mình cẩn thận mồm miệng để mình muốn binh vực hay mình muốn làm gì à, với các à, biểu tượng của Việt Nam Cộng hòa đồ lính hay nhắc tới chuyện gì cũng phải cẩn thận mồm miệng người ta cứ như thế người ta truyền tay truyền tay nhau cuối cùng dẫn tới là sợ hãi. Đáng cộng sản họ sợ những nghệ sĩ họ thay đổi tư tưởng họ sợ những nghệ sĩ sang Mỹ này và sẽ thay đổi tư tưởng. Tiếp xúc với những người có dính dấp tới Việt Nam Cộng hòa, tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ bên này và thay đổi cái nhìn về chế độ, thay đổi cái nhìn về những thông tin trước đó mình nhận được mình bị mình được hay mình bị tuyên truyền. Đó mới là điều mà người ta đặt câu hỏi. Và quý vị thấy là trong một cái bản tin á ví dụ như hỏi ủa ông đó bị phạt từ ngày nào tới ngày nào nếu ông bị phạt từ ngày đó tới ngày đó và ông vẫn đi biểu diễn đó nghị định nào nghị định là nghị định nào cái đã ở đây dùng trường hợp nghị định phạt đàm vĩnh hưng cũng đâu có đúng tại đồ ổng mặc đâu có phải việt nam cộng hòa đâu là ông tự tưởng tượng ra đó là việt nam cộng hòa chứ nó đâu phải việt nam cộng hòa cái huy hiệu cái huy hiệu mà đàm vĩnh hưng đeo trên này nó là một cái huy hiệu thời trang thôi nó ghi chữ là hàng dệt may chất lượng tốt thôi chứ nó có phải việt nam cộng hòa đâu nghĩ định vậy nếu mà việt nam là một đất nước có tự do tự nhiên đến cái chuyện đeo huy hiệu cũng bị cấm à vậy thì đâu có tự do nghị định thông tư là những văn bản trái dưới luật nhưng mà nó trái luật nó giới giới hạn quyền của người ta ví dụ nghị định 72 nghị định cấm tập trung đông người chẳng hạn, mà mình cứ mặc nhiên mình chấp nhận những cái nghị định đó, mình cứ mặc nhiên mình chấp nhận những cái điều đấy, như vậy, thì tôi tin là không có đúng đâu. Tôi tin là không có cho thấy rằng là mình không có cho thấy rằng là mình không có những cái điểm căn bản. để mà hành xử trong một xã hội có luật pháp và nếu mà đàm vĩnh hưng không quy phục thì họ sẽ có cách để họ buộc quy phục ví dụ sang mỹ biểu diễn thì các chỗ mà mời đàm vĩnh hưng biểu diễn họ việt nam không thể phạt được tại vì phạt như vậy thì phạt gì thì bây giờ ngược trở lại nếu đàm vĩnh hưng vẫn đi mỹ biểu diễn thì hình thức phạt đàm vĩnh hưng là gì bắt tù hả hay sao chuyện này làm không khéo nó lại còn kéo dài tới những cái tình huống khác còn nếu thật sự á đàm vĩnh hưng mà là người có tranh đấu á đàm vĩnh hưng mà là người có hiểu ý thức về tự do không phải là nô tài không phải là tay sai đó thì sẽ đứng lên để đặt câu hỏi Nhưng mà chắc chắn ảnh không có chịu ảnh không có ảnh không có phải là dạng người như vậy anh ta không phải là dạng người như vậy anh ta cứ nghĩ rằng là ừ bị phạt ở việt nam thì mình qua mỹ biểu diễn từ xưa giờ vốn vậy mà nên đừng nói rằng chính trị nó không dính tới âm nhạc đừng nói rằng phải tách rời chính trị ra đây là chính trị đảng cộng sản không mong muốn người ta có thiện cảm có cái nhìn tốt hoài niệm và tôn vinh việt nam cộng hòa thì trong nhiều hình thức quản lý quản trị xã hội họ sẽ sử dụng các lệnh phạt các cái quyết định xử phạt vô lý như thế này thậm chí là cưỡng ép thậm chí là à, kiềm chế và thậm chí rằng là răng đe hết sức mạnh tay để người ta buộc phải thay đổi tư tưởng và với trường hợp của đàm vĩnh hưng đó thì ở đây cho thấy rằng là báo chí cũng sẽ đuổi cùng giết tận đàm vĩnh hưng nếu thật sự mà tin rằng là có người nào đó bảo kê mình thì đây là trường hợp nè thử coi liệu có an toàn hay không và mình cũng thấy đó mình rất là kỳ vọng rằng là giới văn nghệ sĩ giới à, trí thức rồi giới mà có ảnh hưởng ở việt nam mình đó, ít nhiều sẽ có những cái hành động mà cho thấy họ có trong người cái ý thức về quyền của họ họ có cái khát khao để thay đổi nhưng mà chúng ta không có quá nhiều nghệ sĩ chúng ta không có quá nhiều người nổi tiếng như vậy ở trong việt nam mọi người sẽ sống từ đây đó theo kiểu là dòm chừng, chăm chăm bắt lỗi nhau, không ưa nhau thì mượn dư luận để tạo ra một cái đám đông. Đám đông đó sẽ phục vụ đúng cái ý đồ là kiểm soát xã hội của công an. Vì đang sống trong chế độ công an chạy thì chuyện gì không ưa, chuyện gì không đồng ý là mình báo công an bắt liền. Ngồi thấy không? Nên với trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng nó là một ví dụ mà tôi tin rằng là từ đây các anh chị sẽ thấy rằng cái chuyện đảng mà cuối cùng diệt tận hay là đảng mà gọi là à, xử lý giới văn nghệ sĩ từ cái thời nhân văn giai phẩm cho tới các thời mà đánh tư sản về văn hóa cho tới kiểm duyệt văn hóa kiểm duyệt âm nhạc miền nam đến giờ nó vẫn còn tồn tại chứ có thay đổi gì đâu chỉ là hình thức nó thay đổi thôi cách thức nó thay đổi thôi à, báo chí cũng đang cố gắng kiếm những cái thông tin này để cho YouTube để cho mạng xã hội Việt Nam chạy đồn đại lên nhưng mà hỏi cái thông tin chính thức cần nhất là để phân tích về luật pháp là quyết định đó nó có từ khi nào ra làm sao thì không có nhìn thấy không có nhìn thấy được ý tính đúng đắn về luật pháp về chuyện xử phạt xử phạt đàm vĩnh hưng là vô lý vì ông ta không có mặt cái gì dính chấp tới việt nam cộng hòa hết mà mặc một bộ đồ thì làm sao có thể gây tác động tới tâm lý tiêu cực của người dân, của quần chúng, của gì không được? chuyện đó nó không có đúng. Mọi người thấy không? Nên trong các tình huống này đó, thì tôi có thể cho thấy rằng là trong những tình huống như vậy, thì mình quan sát, mình xem xét, mình xử lý các tình huống, rồi cuối cùng là để từ đây á mình sẽ bắt đầu là đi tới những cái nhận định mà trong các cái nhận định này thì hoàn toàn là ở đây nó không dựa trên luật pháp nó chỉ dựa trên một cái nguyên tắc là đàn áp để gieo rắc sự mơ hồ và văn hóa trong đó có bao gồm có kẻ âm nhạc thơ ca Văn hóa nghệ thuật nó là một lĩnh vực có thể tác động sâu sắc tới nhận thức của quần chúng làm thay đổi suy nghĩ của con người. Mà hơn ai hết, đảng Cộng sản rất là rành về chuyện phải kiểm duyệt văn hóa. Cái sản phẩm văn hóa âm nhạc của miền Bắc nó mang tí tính chiến đấu, hừng hực khí thế, máu lửa. Cái sản phẩm âm nhạc của miền Nam mang tính nhân văn, mang tính uh, thi ca học thuật, mang tính âm nhạc. Cho nên nó vẫn còn sức sống, còn ai đi nghe nhạc chiến đấu. Và kể cả là họ tẩy não đàm vĩnh hưng nhưng mà đàm vĩnh hưng sang mỹ thì có thể sẽ thay đổi tư tưởng cho nên họ phải kiểm soát và quản lý tư tưởng mà một đảng lãnh đạo tự tin vào chiến thắng tự tin vào chính nghĩa tự tin hết vào tất cả những gì mà con cá nhân mình có con người mình có thể tạo dựng ra thì bây giờ họ làm như vậy thì quý vị thấy thử coi họ làm có đúng không họ làm có hợp lý hợp lệ không chắc chắn là không nhưng mà tại sao vẫn làm là tại vì ở việt nam chuyện nó liên quan tới chính trị là nó không cần có luật pháp gì cả chỉ làm sao để cho người dân vô khuôn phép mà không cần suy nghĩ tới luật anh chị sẽ nói là giả dụ trang phục đó là trang phục của việt nam cộng hòa bị phạt cũng vô lý chính xác nhưng chuyện vô lý đó nó vẫn diễn ra chừng nào mà ra cái quy định rằng là không được mặc trang phục của Việt Nam Cộng Hòa đó là biết ra như vậy thì người ta mới có thể là không làm chứ công dân được phép làm những điều gì mà pháp luật không cấm mà nhưng họ không ra quy định đó tại sao ra quy định đó là nó sẽ mất mặt mũi với thế giới rằng là đất nước tôi có tự do mà tại vì tôi phải đi tại sao phải đi cấm một bộ đồ nên từ đây mình thấy đó cái thứ công lý mà đám đông đang theo đuổi trong trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng á là thứ công lý không cần dựa trên luật pháp không cần dựa trên quy chuẩn tiêu chuẩn nào của xã hội hết chỉ cần làm cho người ta sợ hãi và người ta bỏ lui thôi thật sự cái cái từ thì cái quy định nó bị phạt là trích từ cái đoạn đó nhưng mà thực sự là cái huy hiệu thôi chứ cái ca từ của không có bị Tại vì nếu ca từ mà bị thì lại khác nữa Ca từ trong ca khúc mà bị thì lại khác nữa Ca từ trong ca khúc đó là bài hát được cấp phép để hát Nên đây nó không có liên quan tới ca từ Nó chỉ liên quan tới cái huy hiệu Mà cái huy hiệu đó lại là cái huy hiệu không dính dấp gì tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cả Mà nếu có dính dấp Thì anh đã là bên chiến thắng rồi Tại sao anh phải sợ Anh có chính nghĩa Anh có họng súng Anh có nhà tù Anh có mọi thứ trong tay Toàn dân tin yêu anh Sao anh phải sợ đúng không người ta gọi là sợ cả một cái bóng ma mà bị ám ảnh trong quá khứ đến độ mà không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng là mình đang tự nhốt mình trong những sự sợ hãi mà sự sợ hãi đó là mình không được thừa nhận không có tính chính danh những gì mình nói những gì đảng cộng sản tuyên truyền về việt nam cộng hòa đều là dối trá cho nên giờ người ta mới dành thiện cảm cho việt nam cộng hòa tôi lấy ví dụ như vậy và bắt đầu là xua cựu chiến binh xua an ninh mạng xua mọi người xua những cái lực lượng khác ra để mà những lực lượng đó có thể làm cho khiến có thể khiến cho cả xã hội có thể khiến cho cả xã hội trở nên coi như là im lặng cúi đầu nên mấy anh chị mà nhau nhau lên trên mạng á giờ đôi khi giờ đang ghét đàm vĩnh hưng thì thấy vậy chứ chừng nào mà mình bị phạt một cách vô lý lúc đó mới út ức thoát thôi à mới mới út ức há miệng ra nhưng đây là lúc quyết định sự lựa chọn của mỗi người sẽ quyết định họ sẽ chạm tay tới tự do hay họ là nô lệ mãi mãi và đàm vĩnh hưng như thường lệ tôi không kỳ vọng lắm vào đàm vĩnh hưng sẽ có một cú lật ngược tình huống đâu đúng không làm nhiều việc ác quá nên lúc nào cũng bị ám ảnh quá khứ xấu hổ nghĩ đến mà hài thật một ca sĩ nổi tiếng bị phạt do bộ đồ vi hiệu hồi đó mình cũng có viết bằng một bài bài bằng tiếng anh rồi chứ bạn bè nước ngoài ăn kiểu sững sờ hết và đây chính là dấu chỉ của một nhà nước độc tài đây chính là dấu chỉ của một nhà nước cộng sản mà sợ hãi đến những thứ không có thật luôn người ta nói sợ me, Thì vì đâu thấy ma đâu, cho nên họ tôi không kỳ vọng gì và đây cũng là câu trả lời cho Đàm Vĩnh Hưng đó, bưng bô chế độ tung à, ca ngợi đảng nhà nước thì cũng chưa chắc gì là được sống trong sự bảo vệ của luật pháp đâu. Về trường hợp này có thể thấy là im lặng chấp nhận đóng phạt 25 triệu đồng mà không có bất kỳ bình luận gì thậm chí là tắt luôn kể cả là các bình luận trên fanpage của mày thì đã lựa chọn chuyện gì lựa lựa chọn im lặng để yên thân thôi. Nhưng bây giờ im lặng thì cũng không yên thân nữa. Bởi vì tôi không cấm anh ở Việt Nam tôi cấm anh ở nước ngoài luôn. Và nó là thông điệp gửi cho tất cả các nghệ sĩ có hai quốc tịch. Các nghệ sĩ mà nghĩ rằng không biểu diễn được ở Việt Nam tôi lại về Mỹ. Đây cũng chính là câu trả lời đó. Tại giờ về sống với chế độ Thì lại quay trở lại Nhớ lại tại sao mình đã bỏ nước ra đây Tôi thấy nhiều ông nghệ sĩ Nhiều ông ở bên nước ngoài này Về Việt Nam khen ngợi Việt Nam lắm Thì đến giờ nhìn trường hợp của đàn Vĩnh Hưng đi Mấy ông nghệ sĩ đó Mấy ông mấy bà nghệ sĩ đó có dám lên nói Cái thực tế này không Hay im lặng hết Đã từng tị nạn cộng sản Đã từng bỏ chạy vì cộng sản đàn áp vì cộng sản thế này thế kia bây giờ quay trở lại sống chung với chế độ cộng sản thì thấy cái trường hợp này mình có thấy rằng là những thứ mình được thử hưởng ở cái tự ở tự do ở xứ tự do đó bây giờ về đây thấy đồng nghiệp của mình bị là cản tức đạt tự do thẳng chẳng hạn gọi là đàn áp nghệ sĩ chẳng hạn mình có dám lên tiếng không tôi còn nhớ đức huy nè quang vinh nè quang minh nè ai à, nữa một số nghệ sĩ về việt nam rất là nhiều thì thử coi thử coi trường hợp này họ làm gì để bày tỏ sự cảm thông với đàm vĩnh hưng hay là đứng đó nhìn thôi hoặc là vỗ tay reo vui thôi đó cũng chính là cái cách mà mình nhìn thấy giới trí thức giới tinh hoa giới văn nghệ sĩ giới có ảnh hưởng ở việt nam họ sẽ tác động tới quần chúng như thế nào đó và để cho quý vị nhìn thấy là cái xã hội mà sống dưới chế độ công an trị khi mà họ gieo rắc sự sợ hãi thì cái phản ứng của đám đông nó tê liệt sự im lặng đến khó ngờ đó nó cho thấy cái xã hội đó nó bị liệt kháng mà nên nhớ tội ác của một triều đại đôi lúc không hẳn là đốt sách giết người làm cho kinh tế luận bại mà còn chính là làm cho người dân sống trong đất nước đó trở nên hèn kém nhu nhược và chỉ biết cúi đầu chúng ta đang trải qua những thời kỳ đó thưa quý vị tôi xin phép kết thúc phần chia sẻ của tôi ở đây cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi mến chúc sức khỏe an lành và hẹn gặp lại quý vị trong các phần chia sẻ kế tiếp một lần nữa cảm ơn anh chị đã chúc mừng sinh nhật tôi xin chào